Cây sư khỉ là loại cây nhiệt đới mọc hoang khắp nơi, cây có hình dáng nhỏ, mọc trườn, lá nguyên có cuống, phiến lá hình mác hay thuôn, mặt lá hơi nhăn, xanh bóng, mềm. Đây là một loại cây rất dễ trồng. Thưa quý vị và các bạn, cây sương khỉ là một loài cây khá quen thuộc với người dân Nam Bộ. Lá của cây sương khỉ thì thường được dùng để nấu canh ăn hoặc là ngâm với bột gạo nếp để mà nấu xôi cũng như là làm bánh. Bởi vì là lá có mùi rất là thơm, tuy nhiên có một tính năng nữa của cây sương khỉ mà không phải ai cũng biết, đó là chữa bệnh. Và để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Vũ Văn Út, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Thưa bác sĩ, y học cổ truyền biết đến cây sương khỉ là một loài cây như thế nào ạ? Cây sương khỉ được phát hiện khoảng chục năm gần đây. Theo y học cổ truyền thì cây sương khỉ có vị ngọt, tính bình, quy kinh can, đờm. Tác dụng của nó là thanh can, lợi đờm, khứ ứ, trì thống, dùng để điều trị viêm gan vàng da, tắc mật, điều trị giảm đau trong bệnh xương khớp do phong thấp, điều trị gãy xương, tăng cường miễn dịch để hỗ trợ điều trị ung thư và điều trị các chứng lở loét vùng miệng. Trên thực tế thì cây sương khỉ hiện nay có được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị bệnh cũng như phòng bệnh cho người dân không ạ? Hiện tại thì bệnh viện chúng tôi những năm gần đây đã đưa cây sương khỉ vào áp dụng để điều trị cho bệnh nhân trong việc điều tăng cường miễn dịch, điều trị các bệnh ung thư, điều trị đau do gãy xương và chống thoái hóa cuộc sống. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng có đang nghiên cứu và tổng kết để có thể nhân rộng ra cho nhân dân sử dụng. Như bác sĩ vừa phân tích thì cây sương khỉ này có lẽ là một cái loài cây có thể là rất dễ trồng và rất dễ sử dụng trong dân gian đúng không ạ? Và người dân thì hoàn toàn có thể sử dụng cây sương khỉ để mà phòng bệnh cũng như chữa bệnh. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn giúp một số cách dùng vừa đơn giản vừa hiệu quả. Dạ vâng. Chúng ta có rất nhiều cách sử dụng cây sương khỉ, trong đó một những cách đơn giản nhất là dùng tươi bằng cách giã nhuyễn ra hòa với nước uống. Tôi có thể thực hiện luôn được không ạ? Vâng. Như là trong bệnh viêm loét miệng, chúng ta giã cả lá và cành nhỏ của cây sương khỉ, lấy khoảng 50g sau khi đã rửa sạch. Sau đó thì mình cắt nhỏ. Xong đó cắt nhỏ ra. Và để giã đúng không ạ? Vâng, cắt nhỏ và cho thêm một chút nước rồi giã nhuyễn ra. Ngoài giã này chúng ta có thể cắt nhỏ và cho vào máy sinh tố xay nhuyễn ra, sau đó là hòa với 100ml nước cho người bệnh uống từng ngụm trong ngày. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo như bác sĩ Vũ Văn Út vừa chia sẻ thì sau khi lá đã được giã nát thì chúng ta có thể hòa chung với 100ml nước lọc để gạn lấy nước để uống chữa bệnh. Vừa rồi bác sĩ Vũ Văn Út đã chia sẻ với chúng ta một cách sử dụng cây sương khỉ để chữa bệnh vừa đơn giản vừa hiệu quả và dễ thực hiện. Và ngay sau đây thì sẽ là một số gợi ý thêm về cách sử dụng cây sương khỉ mà quý vị và các bạn có thể tham khảo để phòng và chữa bệnh. Một số bài thuốc từ cây sương khỉ. Bài 1: hỗ trợ điều trị viêm gan mãn tính. Cây sương khỉ khô 30g, dâu ngô 20g, lá vỏng cách 12g, trần bì 12g, sâm đại hành 16g. Tất cả rửa sạch, đổ vào ấm với 1 lít nước, đun sôi nhỏ lửa 30 phút, chia làm 3 lần uống trong ngày, 15 ngày một liệu trình. Bài 2: điều trị khớp xương sưng đau. Cây sương khỉ 30g, rễ và cây gối hạc 20g, cây châu cổ 20g, tầm gửi cây dâu tằm 20g. Thêm 1,2 lít nước, sắc lấy 300ml, chia 3 lần uống sau bữa ăn trong ngày, dùng liên tục 15 ngày.